Sáng ngày 22 tháng 3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn luật cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ Cảnh sát cơ động chủ trì hội nghị. Luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động, chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. So với pháp lệnh cảnh sát cơ động năm 2013, luật cảnh sát cơ động đã có nhiều quy định mới nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Luật hóa các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động có liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, bảo đảm tuân thủ hiến pháp năm 2013. Bên cạnh đó, quy định cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm điều kiện hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cảnh sát cơ động.